Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc chủ động giao quyền quản lý mặt nước cho các chi hội nghề cá cơ sở đang cho thấy những hiệu quả rõ rệt trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần hạn chế phương thức khai thác tận diệt và cải thiện sinh kế bền vững cho bà con ngư dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự qua phóng sự sau. Đây là những tang vật mà các đối tượng cướp điện, ra điện trên đầm phá được người dân thu giữ được sau một chuyến tuần tra tại địa bàn xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Vụ việc tuy diễn ra vào lúc rạng sáng, nhưng với thái độ cảnh giác cùng với tinh thần trách nhiệm cao, đội tuần tra kiểm ngư địa phương đã nhanh chóng ngăn chặn hành vi trên và giao về cho lực lượng chức năng xử lý. Từ đầu năm đến nay, mô hình tổ đội tuần tra kiểm ngư do các chi hội nghề cá địa phương tổ chức trong thời gian qua liên tục phát huy tính hiệu quả khi nhanh chóng triệt phá hơn 4 vụ việc liên quan đến đánh bắt mang tính tận diệt trên hệ thống đầm phá Tam Giang Cầu Hai. Theo đó, sinh kế của người dân gắn liền với đầm phá cũng vì thế sẽ được cải thiện. Cái bãi này là bãi đẻ, bị giống bãi đẻ của thủy sản, cho nên bên chi hội là nghiêm cấm là không có được nghề nào đánh bắt vào đây cả, đi trong vòng 2 tháng đi lưng, 3 tháng đi lưng nữa. Nếu như mà có trở ngại mà dân bảo có nghề cấm đô thì mình sẽ ra trực tiếp lập biên bản. Toàn dân là ai cũng có trách nhiệm hết. Về cái quản lý đối với cộng đồng giao cho chi hội nghề cá thì những năm qua là phải nói rất có hiệu quả. Do đó thì cái giảm bớt cái tình hình vi phạm về cái sông điện trên đầm phá. Cụ thể như những năm qua chúng tôi cũng nhờ là cái quản lý cộng đồng của các chi hội nghề cá đã bắt một số trường hợp sông điện. Như năm nay là 2020 này đầu năm có 4 trường hợp mà chi hội nghề cá đã bắt và giao cho địa phương xử lý. Đến nay, Thừa Thiên Huế đã có hơn 30 khu bảo vệ thủy sản được thành lập. Trong đó, quy định tại vùng lõi bảo vệ mỗi khu nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường. Quyền quản lý và giám sát được giao hoàn toàn cho cư dân tại vùng đó, để người dân thể hiện rõ trách nhiệm và nghĩa vụ với chính kế sinh nhai của mình. Thực tế cho thấy, việc thành lập các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giao quyền quản lý mặt nước cho cư dân tại địa bàn đã và đang phát huy hiệu quả đậm nét. Số vụ khai thác mang tính tận diệt trên địa bàn tỉnh giảm đi rõ rệt. Đồng thời, ý thức của cộng đồng là ngày một được nâng cao hơn. Chúng ta không thể đủ nhân tài vật lực để mà hiện diện tất cả các cái vùng đánh bắt cá. Do đó thì đã dựa vào các cái tổ chức ngư dân, các cộng đồng ngư dân, mà cụ thể ở đây là các cái chi hội nghề cá trên mọi cái vùng miền của tỉnh Thừa Thiên Huế, để mà nhà nước cùng các cái tổ chức ngư dân này để bảo vệ cái vùng đánh bắt cá, vùng nuôi trồng của họ, là chính là bảo vệ cái sinh kế lâu dài của ngư dân. Có thể cùng nhau làm giàu trên chính mặt nước đầm phá quê hương là cách tốt nhất để người dân nhận thấy được lợi ích và trách nhiệm của mình. Qua đó, chung tay cùng cơ quan quản lý duy trì và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây chính là nền tảng vật chất để hướng đến phát triển một hệ sinh thái đầm phá Tam Giang Cầu Hai đa dạng sinh học, xanh và bền vững.